Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, báo chí tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện những bước chuyển mình quan trọng. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, nhạy bén, hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, triển khai nhiều nhiệm vụ, quán triệt đưa nghị quyết Đại hội 13 cùng các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và cuộc sống, góp phần rất quan trọng vào việc củng cố, tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Hội nghị thống nhất nhận định năm 2023 là năm bản lề trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đòi hỏi các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo và các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong năm 2022, triệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại như tinh thần văn kiện đại hội. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn đại biểu nghị sĩ hữu nghị giữa nghị viện hai nước Việt Nam Campuchia đã đến thăm và làm việc tại Thaco Chun Lai, tỉnh Quảng Nam. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Campuchia Việt Nam của Quốc hội Vương quốc Campuchia. Cùng tham dự còn có bà Men Sam An, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Campuchia Việt Nam của Thượng viện Vương quốc Campuchia và các đại biểu về tham dự hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu đến đoàn nghị sĩ hữu nghị Campuchia, mô hình sản xuất ô tô lớn tại tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh rằng Thaco là doanh nghiệp có đóng góp lớn vào ngân sách của tỉnh Quảng Nam và Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả đạt được ban đầu khi đầu tư thành công tại Campuchia trên lĩnh vực nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Đức Hải mong muốn chính quyền nhân dân Campuchia tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thaco được phát triển trên lĩnh vực đã đầu tư. Bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Campuchia Việt Nam của Quốc hội Vương quốc Campuchia bày tỏ ấn tượng với quy mô, chất lượng sản xuất, chính sách an sinh cho hơn 60.000 lao động của Thaco, đặc biệt đánh giá cao sự đầu tư hiệu quả của doanh nghiệp tại Campuchia. Bà Men Sam An nhấn mạnh, chính quyền và nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Thaco tại nước nhà trong thời gian tới. Nhân dịp này, đoàn đại biểu nghị sĩ hữu nghị hai nước Việt Nam Campuchia cũng đã đi tham quan nhà máy lắp ráp ô tô Trường Hải Thaco tại khu công nghiệp Chu Lai. Sáng nay, thành phố Buôn Ma Thuột vinh dự đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Đây là đơn vị hành chính cấp huyện đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk về đích nông thôn mới. Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020, thành phố Buôn Ma Thuột đã có 8 trên 8 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Thủ tướng ký quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hồi tháng 6 năm 2022. Đồng thời, thành phố Buôn Ma Thuột cũng vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Cũng trong dịp này, thành phố công bố một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thành phố Buôn Ma Thuột và phát động phong trào thi đua thành phố Buôn Ma Thuột chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã tổ chức lễ tri ân các nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội tỉnh Long An năm 2022, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ đã đến dự. Trong năm 2022, Long An đã vận động được gần 488 tỷ đồng từ các cá nhân tổ chức nhà hảo tâm xây dựng cầu giao thông nông thôn, trường học, bệnh viện, các công trình văn hóa, các khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, khu di tích lịch sử, xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách, quỹ học bổng và các chương trình cung cấp nước sạch, học đường, y tế. Chương trình an sinh xã hội từ các cá nhân tổ chức nhà hảo tâm tài trợ đã thực sự tạo niềm tin, sự phấn khởi cho người dân vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới còn nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Long An còn khoảng 4.800 hộ nghèo, 11.000 hộ cận nghèo và gia đình chính sách cần được hỗ trợ về nhà ở, y tế.
Thưa quý vị, ngày hôm nay tỉnh Nam Định đã tổ chức khởi công dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định Lạc Quần, đường bộ ven biển. Đây là tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng nhằm kết nối các vùng kinh tế và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự án có chiều dài toàn tuyến gần 25 km, tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng, quy mô đường cấp 1 đồng bằng, vận tốc thiết kế 100 km/h, bề rộng nền đường 39 m, mặt đường 8 làn xe, đi qua 18 xã thị trấn thuộc 5 huyện, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu và Giao Thủy. Thời gian hoàn thành dự án trong 48 tháng. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ nối thành phố Nam Định với các huyện phía Nam, giảm tải lưu lượng phương tiện cho tuyến quốc lộ 21 hiện nay, tránh ùn tắc, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông. Đồng thời dự án cũng mở ra không gian phát triển mới về đô thị, dịch vụ công nghiệp, du lịch, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của tỉnh, hứa hẹn tạo sức bật phát triển cho các địa phương nơi dự án đi qua.